Dịp này, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung đã đến thăm chúc mừng một số doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10. Đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Đai Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và cán bộ công nhân đơn vị, đồng thời trân trọng tri ân nhận đóng góp và sự đồng hành của doanh nghiệp với sự phát triển của Đà Nẵng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao nỗ lực của công ty trong việc khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, khẳng định thành phố sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tiếp tục có bước phát triển mới, nhất là khi thực hiện mục tiêu kép như hiện nay. Tại công ty trách nhiệm hạng một thành viên Điện lực Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung gửi lời chúc mừng đến đơn vị đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của công ty, nhất là đã đầu tư hạ tầng, đổi mới công nghệ, đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và cho người dân thành phố đồng thời còn tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tin tưởng công ty sẽ tiếp tục lớn mạnh và phát triển. Đến thăm tổng công ty cổ phần dịch may Hòa Thọ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung bày tỏ vui mừng vì trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, song công ty đã duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội thành phố.